An Trĩ Vương, xua tan nỗi lo bệnh trị táo bón. Nay đã có thêm An Trĩ Vương Gel, hiệu quả đã được chứng minh. Xin chào quý vị, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Sống Vui hôm nay. Thưa quý vị, trong chương trình Sống Vui hôm nay với chủ đề là bệnh trĩ và cái cách khắc phục chữa trị nó như thế nào, thì Mỹ Vân đã mời tới trường quay hai vị khách mời đặc biệt, một người là bệnh nhân đã từng có nhiều năm chung sống với bệnh trĩ, anh Hoàng Tuấn, và một vị chuyên gia đã rất quen thuộc với chương trình Sống Vui, đó chính là chuyên gia Phạm Hưng Củng. Thưa quý vị và các bạn, trước tiên cho phép Mỹ Vân được gửi lời chào tới hai vị khách mời đã tham dự chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trước khi trò chuyện với hai vị khách mời, chúng ta sẽ cùng theo dõi phóng sự sau đây. Anh Hoàng Tuấn là một lái xe lâu năm, anh bị trĩ nội độ 3 đã gần 2 năm nay. Nếu như người bình thường mắc bệnh trĩ đã bất tiện, thì với anh, sự bất tiện ấy còn hơn rất nhiều lần vì đặc thù phải ngồi liên tục nhiều giờ đồng hồ trên ô tô. Tôi bị trĩ nội độ 3 đã 2 năm nay. Mỗi lần đi vệ sinh, cái búi trĩ nó xa xuống rất là khổ, đau rát rất là khó chịu, đứng lên ngồi xuống khổ lắm. Thế mà cái công việc của mình chỉ là lái xe, tính ra cứ khoảng 30 phút đến 1 tiếng là mình lại phải nghỉ, không thể nào lái liên tục được. Dù đã sử dụng nhiều phương pháp điều trị khác nhau, từ các phương pháp dân gian cho đến thuốc Tây, nhưng tình trạng bệnh của anh vẫn không có nhiều cải thiện. Hơn nữa, anh Tuấn cũng lo lắng vì dùng thuốc Tây nhiều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài. Tôi có tìm hiểu nhiều loại thuốc hay là những cái phương pháp điều trị của dân gian, nhưng mà thấy nó không có hiệu quả. Dùng thuốc Tây thì cũng có tác dụng đấy, thế nhưng mà mình cũng lo sợ là nếu mà mình dùng nhiều cái đó nó tác dụng phụ thì nó cũng hại sức khỏe về sau này. Đâm ra là cảm thấy cũng khá là bế tắc. Mặc dù đi khám bác sĩ có khuyên anh nên phẫu thuật, tuy nhiên do đặc thù công việc là lao động chính trong nhà nên anh không muốn điều trị bằng phương pháp này. Về phương pháp điều trị mà theo như người nói là phẫu thuật ý, thì tôi thấy là nó khá tốn kém tiền bạc và nó ảnh hưởng đến công việc trực tiếp của mình là phải nghỉ, thì nó ảnh hưởng kinh tế. Tôi rất mong chuyên gia tư vấn cho tôi một cái phương pháp điều trị để làm sao cho nó hài hòa, vừa không phải phẫu thuật mà vừa vẫn không bị ảnh hưởng đến cái công việc hàng ngày của mình. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là trong phóng sự vừa rồi thì chúng ta đã gặp anh Hoàng Tuấn. Bây giờ sẽ là lúc mà Mỹ Vân dành thời lượng của chương trình cho anh Tuấn chia sẻ với chuyên gia về những vấn đề của mình ạ. Xin cảm ơn lời giới thiệu của MC Mỹ Vân. Sau đây thì em xin có lời hỏi với cả chuyên gia. Em là bị trĩ độ 3 mà em đang muốn tìm một cái phương pháp điều trị tại nhà để làm sao mà mình có thể xử lý được bệnh mà mình cũng vẫn không bị ảnh hưởng đến công việc hiện tại của mình ạ. Anh là người ta đã chẩn đoán là độ 3 rồi, đúng không ạ? Đấy, thì độ 3 thì sẽ có một cái phác đồ điều trị cho nó phù hợp và có cái hiệu quả cao nhất. Thì thường thường á, những cái bệnh lý mà trĩ từ độ 1, độ 2, độ 3 thì người ta điều trị bảo tồn, tức là điều trị bằng sử dụng các cái loại thuốc. Có thể là thuốc đông, có thể là thuốc tây, chưa cần phải phẫu thuật. Khi nào mà ở cái độ 4, tức là độ nặng hơn, thì lúc ấy người ta mới cần phải sử dụng cái biện pháp giao kéo, tức là phẫu thuật. Hiện nay về điều trị cái bệnh lý trĩ thì lại Việt Nam ta lại có một cái thế mạnh sử dụng các cái thảo dược, ví dụ như là giúp cá này, rồi đương quy này, rồi hoài hóa mà người ta lấy cái hoa hoài đấy, dạ. Đấy rồi nghệ trong cái đông y ấy, thì lại sử dụng một cái phương pháp là gì, trong uống ngoài bôi, ví dụ như là cái hỗn hợp của nghệ này, rồi đương quy này, rồi là hoa hoài này, rồi giúp cá thì làm thành cái sản phẩm người ta uống, rồi ngoài cái uống ra thì có một cái sản phẩm người ta bôi ở cái dạng gel, thì ví dụ như là gồm có là cái cỏ nhọn nồi này, rồi thầu dầu tía này, chầu không này. Ngày xưa thì người ta dùng đơn lẻ là các cái thảo dược riêng thôi, thì hiệu quả nó không cao. Nhưng bây giờ người ta sử dụng các cái công nghệ mới để tạo ra những cái sản phẩm mà rất là tiện dụng. Nó phối kết hợp như vậy thì nó có nhiều cái tác dụng. Thứ nhất là nó vừa trị được cái gốc, tức là nguyên nhân gây ra bệnh, nhưng đồng thời nó có thể là giải quyết được cái ngọn, tức là các cái triệu chứng. Tôi nói ví dụ như cái gốc của cái bệnh lý trĩ này là táo bón, thì nó gây 80% là do táo bón. Thì bây giờ các cái vị thuốc như là dấp cá này, đương quy này, rồi là hoa hè đều có tác dụng là nhuận trường,
tức là làm cho cái phân nó không táo nữa, phân nó mềm mại, cái đủ cái độ nước. Thì như vậy là cái gốc rễ của cái vấn đề là mình giải quyết được. Cái thứ hai là ví dụ như là trả cái triệu chứng, trong cái triệu chứng của bệnh lý trĩ là có cái chảy máu, nó làm đứt cả cái mạch máu ở cái vùng búi trĩ, thì gây chảy máu, thì bây giờ nó có tác dụng cầm máu này, rồi làm bền vững thành mạch này. Thì như vậy là giải quyết được cả gốc cả ngọn. Đấy là cái ưu điểm. Cái thứ hai là nó tiện dụng. Cái thứ ba là trong uống ngoài bôi thì cái hiệu quả nó được tăng lên. Và cái thứ tư nữa là cái chỉ số an toàn nó rất là cao. Sử dụng với thảo dược cơ mà, thì nó lành, cho nên giải quyết được cái vấn đề là vừa gốc vừa ngọn vừa an toàn. Nhưng chú ý một cái là trong cái bệnh lý này là bệnh lý mãn tính, cho nên sử dụng là cần phải lâu dài, kiên trì. Thì mỗi một đợt á, là khoảng là 3-4 tháng, rồi sau đấy mình đánh giá tình hình để mình điều chỉnh và điều trị cho nó phù hợp. Thế như vậy là anh có thể là đến các thầy thuốc khám, rồi các thầy thuốc chỉ định điều trị và không phải nằm viện, không phải là mất thời gian, không phải tốn tiền, tốn kinh phí, và về nhà vừa làm việc và vừa điều trị được tốt. Dạ, xin cảm ơn những lời chia sẻ của chuyên gia. Như vậy thì có thể thấy rằng là anh Hoàng Tuấn thì vừa mới chia sẻ là bị trĩ nội độ 3. Còn những bệnh nhân mà bị trĩ ở những cái cấp độ khác ấy ạ, thì họ có thể sử dụng được cái bộ sản phẩm này không, và sử dụng tại nhà như thế nào ạ, thưa chuyên gia? Thì mỗi một độ thì nó có những cái chỉ định điều trị riêng. Ví dụ như là độ 1, độ 2, độ 3 thì người ta điều trị nội khoa, điều trị bảo tồn. Còn cái độ 4 tức là cái độ nặng hơn, điều trị bằng bảo tồn nội khoa, kết quả nó thấp, thậm chí không có kết quả vì nó giãn, nó xa, nó quá nhiều rồi. Thì những trường hợp ấy người ta phải dùng phương pháp phẫu thuật để mà gì, cắt bỏ búi trĩ. Nhưng ở đây cũng có một cái điểm cần chú ý là khi đã phẫu thuật rồi thì đừng nghĩ là như vậy là không bị tái lại, mà nó vẫn có thể thành tái phát ở cái búi trĩ khác. Vì thế cho nên sau khi mà phẫu thuật rồi thì mình cũng phải duy trì chế độ ăn uống, chế độ luyện tập, chế độ làm việc, chế độ đặc biệt là vấn đề chống táo bón để mà đề phòng cái tái phát cũng như là củng cố cái hiệu quả của cái phương pháp phẫu thuật. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Trị Vương được bào chế từ các dược liệu thiên nhiên như diếp cá, đương quy, hoa hòe và đặc biệt chứa nghệ dạng Meriva. Sản phẩm được dùng cho người bị bệnh trĩ, nhất là người bị chảy máu, sa búi trĩ, viêm nứt hậu môn, giúp hỗ trợ tăng cường sức bền thành mạch, hỗ trợ làm dịu nhanh các cơn đau rát khó chịu của bệnh trĩ. Sản phẩm còn giúp hỗ trợ giảm nguy cơ táo bón, đặc biệt An Trị Vương có thể dùng cho phụ nữ mang thai và cho con bú. An Trị Vương xua tan nỗi lo bệnh trĩ, táo bón. Hiệu quả đã được chứng minh tại Viện Y học cổ truyền Trung ương. An Trị Vương nay đã có thêm dạng gel bôi. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích từ chuyên gia Phạm Hưng Cùng, cũng như là những câu hỏi rất là thiết thực mà anh Hoàng Tuấn đã đặt ra cho chuyên gia, để quý vị khán giả ở đây cũng có thể tìm được cho mình những câu trả lời thỏa đáng, đúng không ạ? Và thưa quý vị, đến đây thì chương trình Sống Vui của chúng tôi xin được kết thúc. Quý vị và các bạn nếu như còn thắc mắc thì có thể gọi tới tổng đài của chúng tôi, đó là số 1800 558889, hoặc số 0896 509 509, hoặc là quý vị cũng có thể gửi câu hỏi về hòm thư sungkhoe@bacsitivan.vn. Ngoài ra chúng ta còn có một cách khác nữa để tìm hiểu chi tiết, đó là vào website bacsitivan.vn. Đến đây chương trình của chúng tôi xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt. Sau khi được chuyên gia của chương trình Sống Vui tư vấn về việc sử dụng bộ sản phẩm viên uống từ thảo dược có thành phần diếp cá, đương quy, hoa hòe, nghệ dạng Meriva để điều trị trĩ nội độ 3 tại nhà, kết hợp gel bôi cũng từ thảo dược, anh Tuấn đã mua sản phẩm về dùng thử. Chỉ sau vài ngày sử dụng, anh đã cảm thấy những hiệu quả của sản phẩm mang lại. Sau khi sử dụng sản phẩm được khoảng 3 ngày, bao gồm cả uống lẫn gel bôi, thì tôi đã thấy tình trạng cải thiện là rõ rệt. Đi vệ sinh, búi trĩ nó không bị xa nữa, không còn đau rát nữa. Thế tiếp tục sử dụng sản phẩm thêm 1 tháng thì thấy tình hình cải thiện rõ rệt. Đi khám lại thì bác sĩ cũng nói là như mình bây giờ thì chắc là không cần phải phẫu thuật nữa rồi. Và hiện tại thì tôi có thể yên tâm lái xe 3-4 tiếng đồng hồ mà không cần phải nghỉ nữa. Nhờ việc kiên trì sử dụng bộ sản phẩm thảo dược An Trị Vương, anh Tuấn đã giải quyết được căn bệnh trĩ lâu năm của mình. Giờ đây, có lẽ niềm hạnh phúc với anh đơn giản chỉ là yên tâm tập trung cho công việc mà không còn lo lắng gì về căn bệnh của mình nữa. Trước đây tôi rất khổ sở, đứng cũng không xong, ngồi cũng không xong, rất là mệt mỏi. Nhiều lúc chỉ mong muốn là mình ngồi yên một chỗ thôi, mà nó thoải mái tôi cũng không được. Đặc biệt là những lúc lái xe đường xa, khổ sở vô cùng.
Nhưng bây giờ thì mọi cái nó không còn lo lắng nữa rồi. An Trĩ Vương xua tan nỗi lo bệnh trị táo bón. Nên đã có thêm An Trĩ Vương Gel, hiệu quả đã được chứng minh. Nếu bạn thấy video này hữu ích hãy nhấn like, chia sẻ và đừng quên nhấn subscribe để nhận những video mới nhất từ kênh nhé.